Đó, bắt đầu mình đổ tôm mực rồi vô nha các bạn ơi. Các bạn nghe, bữa nay Thi đi đi quán ăn đó nha các bạn. Thời gian ban ngày Thi ra mất đi làm cho nên là phải buổi tối phải đi quay nha các bạn. Cái gì nhờ các bạn ủng hộ Thi và kênh cho kênh Thi mau thành công phát triển nha các bạn ơi. Thì rất cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chào đi Việt ơi. Việt chào ơi. Hello, chào các bạn nha. Bữa nay mình đi ăn ốc nha các bạn. Ốc gì? Đây các bạn ơi, bữa nay mình mua bánh bánh nướng, bánh dừa nướng cao cấp. Cái này đặc sản của Quảng Nam á các bạn. Đây là để gì đây nè. Nhưng mà bánh dừa này ăn rất là ngon. Cho một miếng cái gì nè, chân bánh nó có những mấy cái món này. Đây các bạn ơi, bữa nay mình ăn lẩu nè các bạn. Lẩu này đây là mực niêu, còn này là thịt bằm nè các bạn. Thịt bằm nè. Đi làm ban ngày giờ này tối bụng quá tối cho nên là đi ăn về ngủ cho nó ngon. Mình ban ngày mình có thời gian mình đi quay á các bạn à. Giờ buổi tối mình phải đi quay. Đây là rau muống nè. Mong các bạn ủng hộ Thi và giúp đỡ Thi, kênh Thi mau phát triển nha các bạn. Đây là một nồi này, lẩu gì đây không biết nữa nè, nhưng mà cái nước thấy hấp dẫn lắm. Đó, bắt đầu mình đổ tôm mực rồi vô nha các bạn ơi. Bữa nay mời cả nhà ăn lẩu ốc tôm mực với mình nha. Bắt đầu mình đậy nắp lại, lát nữa sôi lên rồi mình trụng đồ vô ăn. Sôi chưa, chín chưa? Chưa đâu, trộn lên cho nó mau chín. Ngon quá các bạn ơi. Mà bỏ rau vô nha các bạn. Rồi bỏ rau vô chi trụng ăn. Đổ đổ hết rau luôn đi. Nước hả? Đổ nhiều nhiều đi, đói bụng lắm rồi. Ngon không? Ngon quá trời luôn. Đó là trụng rau vô ăn. Đói quá đói rồi Việt ơi. Ăn thêm dĩa rau muống xào nữa là tỏi nữa không? Hả? Kêu đi. Đầu cái lá này lá chanh mà. Này lẩu này ngon mà. Sạch chết ta luôn. Còn lâu á, tớt à. Chớp này bỏ ra mà không gấp vô ăn luôn á. Coi mất. Gấp xả ra luôn đi. Uống quá các bạn ơi. Tôm mình ăn không được nha các bạn. Ăn đi. Đây là mà bỏ rau vô nha các bạn. Rồi bỏ rau vô chi trụng ăn. Đổ đổ hết rau luôn đi. Nước hả? Đổ nhiều nhiều đi, đói bụng lắm rồi. Ngon không? Ngon quá trời luôn. Đó là trụng rau vô ăn. Đói quá đói rồi Việt ơi. Ăn thêm dĩa rau muống xào nữa là tỏi nữa không? Hả? Kêu đi. Trời quá đất ngon luôn nè. Đó. Đó tao quay gì nó mới hấp dẫn. Đây là nấm nè. Nấm chứ. Ngon quá. Thử cái này coi, người ta làm chả người ta bỏ trong cái con cua nè. Rồi được rồi. Đúng rồi. Ngày sắp tới Noel nè các bạn. Nên là cũng có lạnh.
không? Ngon quá không? Thịt rồi. Còn mực quá trời luôn nè. Trời ơi, làm luôn. Còn có con tôm Việt Hàn Quốc luôn rồi các bạn ơi. Thèm ghê không? Cái miệng kìa. Tới miệng đang thấy thèm luôn các bạn. Không lợi gì. Ngon mà ăn dữ vậy? Ngon hả? Bây giờ lúc nào nữa nha. Dạ. Tắt đi chờ. Có tiên rồi. Đâu có lá này lá chanh mà. Này lẩu này ngon mà. Sạch chết ta luôn. Rồi lâu quá, tớt à. Chết này bỏ ra mà không gấp vô ăn luôn á. Coi em á. Gấp xả ra luôn đi. Ổn quá các bạn ơi. Tôm mình ăn không được nha các bạn. Ăn đi. Bỏ vô mà bỏ vô con nhiêu á, ấy con ghẹ chứ. Con ghẹ. Ngon lắm các bạn ơi. Này cục chả này là chả chả này cái gì nè? Chả cá. Cá. Cá dùng thịt. Mì nha, cũng mì thôi. Quá. Nó đói mà đói mà vừa ăn cái này nữa hả? Ngon ba trái của chép luôn á. Đang đói mà ăn cái này nữa ngon ba trái của chép. Đi làm ngày nó có thời gian tối thôi giờ đi ăn gì nè các bạn. Cay không? Cay không? Cay. Thấy là cay à. Nóng quá. Mưa không ăn. Mưa băng quán không ăn. Cái này coi người ta làm chả mà người ta bỏ trong cái con cua nè. Rồi được rồi. Mà gấp hết luôn á. Rồi sắp hết rồi. Y còn miếng mực nè. Ăn cái muốn đi. Tôi ăn là hết cái chịu đó. Nánh đó nè. Thế là đã xong cái nồi lẩu rồi. Quá trời bào luôn, đói rồi. Đi làm về đói các bạn ơi, bào quá trời luôn. Việt Nam quá trời ăn. Việt Nam dữ lắm. Ai nói hết đây. Còn cái vỏ. Thích đang quăng. Ủa không có nhiều nó không có rớt ra hả ta? Nhiêu này nhiêu còn sống nè. Nhiêu mà còn sống á. Hết rồi lẩu rồi. 10.000 còn dĩa ớt. Dĩa con muốn xào tỏi rồi nó ăn nữa nè. Mày ăn ăn có nước sạch tiệm tao luôn á gì rồi. Ăn quá trời ăn rồi. Mày các bạn nha. Má sạch tiệm hết rồi lẩu rồi. 10.000 còn dĩa ớt. Dĩa con muốn xào tỏi rồi nó ăn nữa nè. Mày ăn ăn có nước sạch tiệm tao luôn á gì rồi. Ăn quá trời ăn rồi. Mày các bạn nha. Má sạch tiệm. Giờ này hết các bạn ơi. Không cho mình ăn nữa.
nó gầm nguyên dĩa nó ăn mình rồi, ăn mình luôn rồi, không cho mình ăn. Các bạn nghe, bữa nay Thi đi quán ăn đó nha các bạn. Thời gian ban ngày Thi mất đi làm cho nên là phải buổi tối phải đi quay nha các bạn. Cái gì nhờ các bạn ủng hộ Thi và kênh, cho kênh Thi mà thành công phát triển nha các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn nhiều lắm.